quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ vợ từng ghen với Khánh Vân Lê Lộc. Nam danh hài cho biết bà xã Quỳnh Quỳnh đã liệt Khánh Vân Lê Lộc là hai cái tên vào danh sách đen. Trước đây, nam danh hài Lê Dương Bảo Lâm nhiều lần thổ lộ việc mình gặp khó khăn khi quay những cảnh tình tứ với bạn nữ diễn. Mỗi lần anh đóng về, vợ đều đi đường quyền. 75 tập phát sóng là đi 75 đường quyền khiến khán giả vô cùng thích thú. Nam danh hài nhiều lần thể hiện tình cảm với bạn diễn Khánh Vân trong các tiểu phẩm. Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ vợ từng ghen với Khánh Vân Lê Lộc. Mới đây trong chương trình Sao Hỏa Sao Kim với chủ đề bí mật chiếc điện thoại, rất nhiều bí mật về chiếc điện thoại của Sao Việt được tiết lộ. Đáng chú ý nhất là chiếc điện thoại của Dương Lâm, khi Dương Lâm bộc bạch rằng anh phải xóa hết những tấm hình thân mật với đồng nghiệp, là những người trong danh sách đen mà Quỳnh Quỳnh đã liệt kê, ví dụ như Khánh Vân, Lê Lộc là hai cái tên cụ thể được nam danh hài nêu tên. Nam danh hài cho biết vợ khá ghen tuông khi anh đóng cảnh tình tứ với Lê Lộc, Khánh Vân. Nam danh hài cũng cho biết thêm, không phải làm điều gì có lỗi, nhưng bị càm ràm hoài nên không thích, suốt ngày em bị nói, tại sao lại chụp hình như vậy, ôm như vậy. Mặt này sướng nè, mặt khoái nè. Dương Lâm từng không ngần ngại nói lời yêu thương với Lê Lộc trên sóng truyền hình. Haruon tiết lộ Trấn Thành, điều mà anh giỏi nhất là lấy em. Có vẻ như chương trình Sao Hỏa Sao Kim là nơi thích hợp nhất để Harry khoe ông xã Trấn Thành. Ở câu hỏi thứ hai, đàn ông cần điện thoại hơn cần vợ, Harry khẳng định chắc nịch khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong cuộc đời của anh, điều mà anh giỏi nhất là lấy em. Mỗi đêm nói chuyện với em, ôm em ngủ là điều hạnh phúc nhất. Đây là những điều chính miệng Trấn Thành nói với Haruon. Bà xã Trấn Thành tiết lộ đối với hai vợ chồng, mỗi tối đều ôm nhau ngủ là điều hạnh phúc nhất. Bỏ qua những lần ghen tuông vu vơ thì Quỳnh Quỳnh, vợ Lê Dương Bảo Lâm, được đánh giá là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, sống vì gia đình của mình. Vào ngày 2 tháng 9, hai vợ chồng vừa chào đón đứa con gái thứ hai trong sự hạnh phúc của tất cả mọi người.